Hi, xin chào các bác. Đến với video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu đến cho các bác đó chính là những cái cây mũi bắt vít. Đây, đó. Về những cái cây mũi bắt vít này thì nó có cái cứ chặn để giúp cho các bác có thể giữ bằng được cái mặt vít trên bề mặt gỗ hoặc là trên bề mặt thạch ca các bác nhé. Đó, về cái loại mũi bắt vít mà hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho các bác thì bên em đang có hai loại. Một loại thật ra thì nó khá là giống nhau. Đấy, các bác có thể thấy là khá giống nhau. Khác nhau một chút là một loại sẽ dùng được hai đầu và một loại là các bác sẽ dùng được một đầu mà thôi. Với cái loại dùng hai đầu thì cái cứ chặn nó sẽ ngắn hơn một chút so với cái loại dùng một đầu. Đấy. Vậy nên là cái loại dùng một đầu này thì cái nam châm của nó hút mạnh hơn các bác nhá. Cái cây này là cây mũi bắt vít có nam châm và có cái cứ chặn. Đấy, để chứng minh rằng là cái nam châm của nó hút mạnh đến đâu thì ngay sau đây em sẽ làm cái màn test qua để cho các bác để thấy là nó hút được cái vít chặt đến như thế nào các bác nhá. Đây, các bác có thể thấy này. Đây là hai cái mũi bắt vít nhá. Một cái loại là mũi hai đầu. Đây. Với cái loại này là dùng được hai đầu này. Cái loại này dùng được một đầu thôi. Và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi lục giác như thế này. Đấy. Rồi, em sẽ lắp. Em sẽ để một cái con vít vào này. Hút vào này. Đây. Đấy. Cái cứ chặn này nó vẫn có thể dơ xuống một ít các bác nhá. Đây này. Đấy. Khi các bác bắt xuống, cái cứ chặn này nó vẫn có thể đẩy xuống được một ít. Đấy, đẩy xuống. Đó. Đây nhá. Đấy, các bác thấy này, gõ như thế này này, vít không hề bị văng ra đúng không ạ? Đấy. Đây, với cái việc cái cây vít hai đầu này thì các bác sẽ có thể rút cái này ra này, rút cái này ra và lắp vào cái đầu bên này, dùng tương tự lại các bác nhé. Đây, về cái cây vít này thì nó khá là thon gọn để cho các bác có thể luồn lách vào những cái ngóc ngách bắt vít nó khó. Đấy đúng không ạ? Những cái khe nó hẹp, nó khó để bắt vít. Đây. Nó khá là thon gọn và về chất lượng của cái cây bắt vít này nó cực kỳ là cứng các bác nhé. Cực kỳ là cứng luôn. Đấy, được mạ. Được mạ kẽm này. Trông bóng loáng luôn. Và được thiết kế khá là thon gọn. Rồi, chuyển qua cái cây vít dùng được một đầu này. Đây, các bác sẽ quan sát chi tiết hơn về nó nhé. Đó. Đây này, nó vẫn có một cái độ nhơ nhất định. Khi các bác muốn bắt bằng cũng được hoặc là các bác bắt vít sâu hơn một chút vào vẫn được các bác nhé. Đấy. Rồi, đây. Với cái cây này thì nó hút cực kỳ là mạnh luôn này. Đó, các bác thấy gì không ạ? Vít vẫn giữ nguyên ở đây không hề bị văng ra. Đấy, đó về cái hai cây vít nam châm này, hai cây vít nam châm có cái đầu cứ chặn như thế này, mức giá của nó cực kỳ là rẻ các bác, chỉ có 20.000 cho một cây. 20.000 cho một cây, hai loại đều đồng giá các nhá. 20.000. Chất lượng cái cây vít này nó cực kỳ là cứng và được mạ kẽm này. Đấy. Vậy nên là cái cây vít này nó cực kỳ là bền, cộng với nữa là nó sẽ không bị rỉ các nhá, không bị rỉ. Cái nam châm này thì hút cực kỳ là mạnh. 20.000 cho một cây vít như thế này. Nếu các bác nào mua một hộp gồm 10 cây như thế này thì giá chỉ còn 180.000 thôi các bác nhá. Một hộp 10 cây giá 180.000. Còn các bác mua lẻ thì là giá 20.000 một cây các bác nhá. Đấy. Rồi, vậy thì vừa rồi em đã giới thiệu đến cho các bác hai cây mũi bắt vít có cứ chặn và có nam châm như này. Chất lượng cực kỳ là tốt. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Các bác đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube của Ngày Mộc để có thể theo dõi sớm nhất những video review test máy cũng như là những video giới thiệu sản phẩm như đây. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo ạ.